bài thuốc đặc trị viêm đau dạ dày sơ can bình vị tán của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đang được đông đảo người bệnh tin tưởng lựa chọn để chấm dứt bệnh đau dạ dày của mình. Đặc biệt hơn, từ khi bài thuốc thế hệ 2 được ra đời, càng có nhiều người quan tâm và tìm hiểu về bài thuốc này với mong muốn điều trị bệnh dạ dày nhanh chóng và hiệu quả. Vậy cách sử dụng bài thuốc sơ can bình vị tán này như thế nào? Với kết hợp bài thuốc thế hệ 2 và thế hệ 1 trong quá trình điều trị, cần lưu ý những gì để đạt được hiệu quả tốt nhất và rút ngắn thời gian điều trị? Bác sĩ của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này. Đối với cái sơ can bình vị tán thì chúng tôi sử dụng, tức là chúng tôi có hai cái công thức. Một là cái sơ can bình vị trào ngược, tức là trong cái bài thuốc thì nó bao gồm rất là nhiều các cái vị mà nó có tác dụng kiểu như là ức chế tiết axit của dịch dạ dày này, rồi thì là trung hòa cái axit của dịch dạ dày để mà giúp cho bệnh nhân làm giảm các cái triệu chứng trào ngược. Cái sơ can bình vị trào ngược này thì áp dụng điều trị cho rất là nhiều các cái bệnh nhân mà có trên biểu hiện lâm sàng là có nhiều các cái triệu chứng trào ngược của dạ dày. Thế còn có một cái thành phần nữa, tức là có một cái bài nữa mà chúng tôi cũng áp dụng, tức là cái sơ can bình vị viêm loét. Sơ can bình vị viêm loét thì chúng tôi áp dụng điều trị cho những cái bệnh nhân mà chủ yếu là biểu hiện các cái triệu chứng của cái viêm loét dạ dày hình tá tràng và có vi khuẩn HP dương tính. Với 100% thành phần tự nhiên, bài thuốc phù hợp cơ địa của nhiều đối tượng, không những chấm dứt hoàn toàn bệnh dạ dày mà còn giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch. Có 3 cái vị thuốc mà chúng tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Vị thuốc thứ nhất là cái củ gà ấp, nó còn có một cái tên khoa học khác, tức là củ giòm hoặc là phấn phòng kỷ. Củ gà ấp này thì nó có rất là nhiều ở tại ví dụ như là Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang hoặc là Tuyên Quang. Trong cái thành phần hóa học của nó thì người ta cũng đã phân tích được nó có một số các cái alkaloid, ví dụ như là alkaloid tetranrin, rồi thì các silanolin. Và quan trọng nhất là trong thành phần của nó có cái hoạt chất L-tetrahydropalmitin. Nó có tác dụng giảm đau cũng như là có tác dụng trong cái trấn tĩnh an thần rất là tốt. Cái vị thứ hai mà chúng tôi kiểu như là đưa vào trong cái công thức của bài thuốc nữa là cái lá khôi tía. Cái lá khôi tía này thì nó còn có một cái tên khác là cái cây động lực hoặc là cây khôi nhung. Cái cây này thì nó có phân phối ở rất là nhiều nơi, ví dụ như là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái này, rồi thì là Hòa Bình. Trong cái thành phần của nó thì người ta cũng đã phát hiện ra nó có một số các cái tannin hoặc là có một số cái glucoside. Đối với cái bài thuốc này thì nó cũng đã được đồng bào Mường ở Hòa Bình sử dụng để điều trị trong một cái bài thuốc người ta gọi là dạ khôi thảo để điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày tá tràng rất là có hiệu quả. Và đặc biệt thì cái lá khôi tía này thì cũng đã được Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đưa vào trong một cái nghiên cứu cộng thêm một số các vị thuốc khác để điều trị các cái bệnh dạ dày tá tràng và cho thấy rằng là cái hiệu quả của nó rất là tốt trong cái việc mà có tác dụng giảm đau cũng như là tăng cường cái tiêu hóa cho bệnh nhân. Vị thuốc thứ ba là vị thuốc dạ cẩm đỏ. Cái vị thuốc này thì nó có cái tên là cây loét mồm hoặc là cây đất lợt. Cái vị thuốc này nó phân bố ở Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang, Bắc Giang, Lạng Sơn. Trong thành phần của nó thì người ta cũng có chiết xuất ra một số các cái tannin, các cái alkaloid hoặc là ít saponin. Nó cũng được rất là nhiều đồng bào dân tộc ở các cái vùng áp dụng điều trị trong các bệnh dạ dày tá tràng. Tuy nhiên thì nó được Bệnh viện Lạng Sơn đã đưa vào để điều trị cho bệnh nhân có bệnh dạ dày từ năm 1962. Nó có tác dụng giảm đau, có tác dụng trung hòa axit dịch vị, nó còn có tác dụng giảm ợ chua, làm lành vết loét rất là nhanh chóng và cái quan trọng nhất là nó còn có tác dụng là làm phục hồi sức khỏe. Thuốc của trung tâm của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cũng có ứng dụng điều trị trên một số bệnh nhân tại các cái cơ sở thì chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả giảm đau của nó đạt được rất là khả quan. Có những bệnh nhân mà sử dụng 5 trong đến 7 cái ngày đầu thì cái tác dụng giảm đau của bệnh nhân đã cảm thấy nó rõ rệt hơn rồi. Cái thời gian sử dụng thuốc thì nó cũng ngắn hơn. Ví dụ như là trước đây sử dụng cái sơ can bình vị tán thế hệ 1 của chúng tôi thì có thể bệnh nhân phải điều trị trong thời gian ít nhất là 2 cho đến 3 tháng. Tuy nhiên là đối với cái công thức thế hệ 2 được cải tiến này thì cái thời gian điều trị của bệnh nhân nó sẽ ngắn hơn. Có những bệnh nhân ví dụ như là chỉ cần thời gian điều trị trong thời gian khoảng 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi thì nó đã đạt được cái hiệu quả điều trị rồi. Mỗi chế phẩm trong bài thuốc có liều dùng khác nhau và tùy theo mỗi trường hợp bệnh dạ dày sẽ được bác sĩ chỉ định cụ thể về liều lượng sử dụng cũng như phác đồ phối hợp, bạn có thể tham khảo liều dùng sau. Sơ can bình vị viêm loét HP, người lớn ngày uống 5 viên chia làm 3 bữa, sáng 2 viên, trưa 1 viên và tối 2 viên, uống trước khi ăn 30 đến 60 phút hoặc sau khi ăn 2 giờ. Trẻ em dưới 12 tuổi uống theo chỉ định của bác sĩ theo từng trường hợp cụ thể.
Sơ can bình vị trào ngược, người lớn sử dụng 3 lần một ngày, sáng 2 viên, trưa uống 1 viên, tối 2 viên, uống trước khi ăn 30 đến 60 phút hoặc sau khi ăn 2 giờ. Cao bình vị, người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần sử dụng 1 thìa cà phê, hòa tan với 100ml nước sôi 100 độ C, dùng sau bữa ăn 30 phút, trẻ em dưới 12 tuổi uống theo chỉ định của bác sĩ. Sơ can bình vị đặc trị dạ dày thế hệ 2, ngày uống 2 lần sáng và tối, mỗi lần 10 viên, trước bữa ăn 20 phút. Ngoài dạng viên hoàn và cao tiện dụng, sơ can bình vị tán còn có dạng bốc thang hoặc thuốc sắc sẵn, đóng gói theo tiêu chuẩn. Điều này giúp đáp ứng mọi yêu cầu của bệnh nhân, làm sao đem đến giải pháp hiệu quả mà tiện lợi nhất. Trong quá trình sử dụng, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan lưu ý bạn một số điều sau để đạt được hiệu quả cao nhất. Uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng, không tự tăng hoặc giảm liều dùng khi chưa có chỉ định của bác sĩ, không tự ý đổi thuốc khi chưa có chỉ định. Bổ sung đủ nước từ 1 lít rưỡi đến 2 lít mỗi ngày để thanh lọc cơ thể mà thuốc ngấm sâu hơn vào cơ thể. Bên cạnh sử dụng thuốc, người bệnh cần có chế độ ăn khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, giảm căng thẳng stress. Tránh thức khuya căng thẳng, làm việc quá sức sẽ khiến đau hơn, ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Nên đến các bệnh viện lớn với trang thiết bị hiện đại để làm các xét nghiệm nội soi trước khi đến trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc để bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh và kê liệu trình chính xác phù hợp nhất. Tái khám sau khi hết liệu trình để các bác sĩ đánh giá kết quả và đưa ra liệu trình phù hợp cho tháng tiếp theo. Với 100% thành phần tự nhiên, bài thuốc phù hợp cơ địa của nhiều đối tượng. Tuy nhiên, với những trường hợp đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai được khuyến cáo không nên sử dụng bài thuốc này mà cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn để giúp đảm bảo sức khỏe. Còn phụ nữ sau sinh 6 tháng thì hoàn toàn có thể sử dụng bài thuốc này, không những chấm dứt hoàn toàn bệnh dạ dày mà còn giúp mẹ tăng cường sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch cho cả mẹ và bé. Với sự an toàn và hiệu quả vượt trội, bài thuốc sơ can bình vị tán luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người bệnh. Hy vọng các bạn đã hiểu kỹ hơn về bài thuốc sơ can bình vị tán, biết cách sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều lượng để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về bài thuốc sơ can bình vị tán chữa bệnh dạ dày, hãy để lại comment ở phía bên dưới hoặc liên hệ ngay tới Trung tâm Thuốc Dân Tộc theo thông tin dưới đây. Chúc các bạn sẽ nhanh chóng đẩy lùi bệnh đau dạ dày của mình.